Cùng mình tìm hiểu thử xem vì sao em soi Mirchit lại được nhiều anh em phân khối lớn, anh em xe côn thể thao và các loại xe biết bay lựa chọn nhiều đến như vậy anh em. Hầu hết á, những dòng xe này á, sẽ có tốc lực lớn, động cơ mạnh ha, cho nên là khi di chuyển đường dài sẽ sinh nhiệt rất là nhiều và ngốn khá nhiều là nhiên liệu của anh em. Cho nên á, cần một loại nhớt có độ nhờn cao đó để giúp cho động cơ của mình hoạt động tốt hơn. Cái dòng nhớt Amsoil Mirchit là được xuất xứ từ Mỹ đó và được sản xuất chuyên biệt để đáp ứng được những nhu cầu ha. Amsoil Mirchit là dòng nhớt có màn nhớt ở nhiệt độ cao và nhiều phụ gia chống mài mòn giúp động cơ đi bền hơn và hạn chế những hao mòn về động cơ khi anh em có những cái tua máy cao cực đại. Đồng thời nhớt Amsoil Mirchit có cái khả năng mà cân bằng nhiệt và giảm nhiệt độ cực tốt, giúp cho xe anh em đi ở những tua máy lớn, nó cân bằng nhiệt giúp cho xe mình luôn mát và êm mượt ở những cái tua máy cực cao đó. Và vấn đề này không thể thiếu được ở những dòng nhớt mà anh em muốn chọn cho con xe thể thao của mình, xe phân khối lớn của mình, giúp cho xe mình đi mát hơn, êm hơn ở những tua máy và đường dài đó. Và còn chuyển số mượt mà nữa anh em, bên cạnh đó không thể kể đến cái ưu điểm tiết kiệm thời gian thay nhớt. Ô đô thay lại của nó phải 2.000 km mới phải thay lại đó anh em. Còn khả năng làm sạch động cơ thì sao? Nhớt Amsoil được nghiên cứu và sản xuất theo công nghệ hiện đại nhất. Nhờ đó, nhớt có khả năng chống hình thành cặn bẩn ở trong động cơ xe và hạn chế cái động cơ bị reset nữa. Giữ cho động cơ xe mình luôn ở trạng thái sạch nhất. Đây cũng là những cái lý do mà nhớt Amsoil ngay càng được anh em yêu thích khi mà thay cho con xe của mình. Tất cả những cái điều đó làm nên những cái tiêu chuẩn mà giúp cho một cái loại nhớt phù hợp và giúp động cơ mình bền hơn. Đó là những cái chi tiết nhỏ nhỏ mà vài chi tiết thôi mà Nhật chia sẻ anh em. Ngoài ra còn rất là nhiều ưu điểm nữa mà Nhật chưa nói đến được. Ví dụ như là ha, làm mát động cơ tốt hơn rất là nhiều nè, tiết kiệm nhiên liệu khi anh em đi đường dài nè, và còn chống hình thành bọt ở trong động cơ mình khi mà mình di chuyển tốc độ cao và tua máy cao nữa. Thì đó, anh em cũng biết có rất là nhiều điều nổi trội để anh em có thể trải nghiệm cái dòng nhớt Amsoil này trên con xe của mình. Đang chờ anh em trên kệ bán kệ nhớt của số 2 bánh mình, anh em cùng đến để mà bán hàng mình tư vấn ha. Dòng nhớt Amsoil có cấp nhớt là 1440 giúp cho xe anh em đi êm mát hơn. Và dung tích của một chai như vậy là 946 lít. Hiện thời á chỉ có 335k thôi. Nếu anh em nào đi những dòng xe mà có nhớt lẻ 1.1, 1.3 thì có sẵn luôn những chai lẻ như vậy, giúp anh em không phải mua hai chai mang về nó bất tiện đúng không? Và chai lẻ 150ml này á chỉ có giá là 57k thôi anh em. Rất là tiện dụng cho anh em đúng không? Thì anh em đã muốn lựa chọn cho mình một dòng nhớt êm mượt có độ nhờn cao để sử dụng cho những dòng xe côn tay, xe thể thao và xe không phải lớn của mình, thì Nhật nghĩ rằng Amsoil Mirchit là một sự lựa chọn hoàn hảo để anh em trải nghiệm trên những cung đường đó rồi. Ngoài cái dòng nhớt Amsoil Mirchit này ra thì trên kệ nhớt số 2 bánh mình khắp thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Bình Dương đầy đủ các thương hiệu nổi tiếng và anh em tin dùng đúng không? Như là Shell nè, Motul nè, Vaseline nè, Volvo nè. Ngoài ra anh em muốn có những dòng nhớt phù hợp với những chuyến đi của mình, phù hợp với con xe mình, đừng ngần ngại vào trực tiếp shop để bán hàng của mình có thể tư vấn cho anh em những dòng nhớt mà phù hợp với anh em. Chỉ còn mấy ngày đó là Tết rồi anh em, cho nên anh em tranh thủ thay nhớt để giúp con xe của mình đi ngon hơn trong những chuyến về quê này ha. Ngoài ra khi thay nhớt xong á, hoặc là bất cứ dịch vụ gì, bộ phận kỹ thuật của mình sẽ hỗ trợ anh em bơm bánh xe, lau kính, lau mặt đồng hồ và tăng thắng lăn sơn lại không tốn phí cho anh em. Đó là 4 bước chăm sóc xe không tốn phí, giúp con xe anh em đi chơi Tết, đi xa nó mượt mà hơn. Xin như thời hay nói rằng không quan trọng là hóa đơn của anh em là bao nhiêu tiền, quan trọng á là phục vụ anh em hài lòng, quay lại thường xuyên với số 2 bánh. Như vậy là bên shop của Nhật vui rồi. Cảm ơn anh em xin clip ha. Xin chào lại anh em. Bye bye.